Son về nha mọi người. Này là son sáp nha. Con này là son kem. Son kem thì được tặng một dưỡng môi, một túi giấy và một thiệp thanh nữa. Khi mua một son á là mấy chị em là được giá sỉ rồi. Cứ đến shop mua một cây là được giá sỉ nha. Số lượng á thì em giảm nha. Đây là son sáp. Son sáp không có tặng son dưỡng nha mọi người. Còn đây là son kem. Son kem nè, tặng son dưỡng nè. Và túi giấy nè. Son sáp thì như thế này. Về đủ màu nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha.